Ngày hôm qua anh với lại ông An làm gì mà để cho bảo vệ bắt ba vậy? Qua anh lên chung cư của thằng An, anh nhậu nó, rồi ba em mới vô. Ba em muốn mấy ly, xong qua em mới thách đố tụi anh. Nói anh nè, mà anh không bật cái đồ gì hết á, anh chạy xuống vòng vòng chung cư á, là lên không cho 1 triệu. Thì anh thấy vậy thì anh cũng chơi luôn, chạy xuống kia là lên không phát cho anh 1 triệu. Thì nghe nó thấy anh vậy, nó cũng tành anh luôn, nó cũng không mặc gì hết, nó chạy xuống dưới công cư rồi lên ba cũng mới phát cho 1 triệu. Nó mỗi thằng 1 triệu. Mày chơi vậy mà cũng chơi được nữa, anh thiệt là. Ơi. Vậy cuối cùng ba thua 2 triệu. Biết là ba thức mỏng đưa cho anh mỗi thằng 1 triệu, nó mất 2 triệu là anh mắt thức mũi muốn trào ra rồi, anh thấy tội quá. Anh nói ba thôi giờ má đừng mặc gì hết, ba chạy giống tụi con vòng dưới rồi lên con trả lại cho ba 2 triệu. Mà anh chưa kịp nói nữa là ba chạy xuống dưới rồi. Bây giờ ba bị bắt rồi đó. Ba chạy xuống sao? Vừa chạy xuống anh nghe bảo vệ la quá trời. Bảo vệ la ba cái gì? Kêu 2 lần trước tôi thấy ông này anh chạy rồi nó bỏ qua rồi, vậy mà ông còn cố tình chạy lần thứ 3 bắt